Dạ xin kính chào quý anh chị, hiện tại bây giờ em đang có mặt tại xã Nhân Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và em đang có mặt ở khu dân cư hiện hữu nha chị nhé. Lòng đường chỗ này 6 mét chị thấy không? Rất rộng luôn, 6 mét, cực kỳ rộng. Ở đây có một cái biệt thự này. Biệt thự này của một ông rất to ở khu Giang Điền mình. Thì em xin giới thiệu anh chị một sản phẩm đây. Cắt cái nhà này qua một lô, cái lô thứ hai này, ngang 5 mét, sâu 38 mét, thổ cư 100%. Thổ cư 100% nha chị nhá. Và đặc biệt là đằng sau có một con đường quy hoạch. Sau này nó sẽ mở ra thông từ phía trên phía dưới luôn, thì đất của mình sẽ thành hai mặt tiền. Tương lai hai mặt tiền thì anh chị có thể chia được hai lô nha chị nhé, vì đất ở đây có thổ cư 100% rồi, về diện tích đã dư để anh chị tách làm hai lô luôn. Anh chị thấy tuyệt vời không? Và giá bán em công khai luôn, giá này là đang bán 1 tỷ 7 anh chị. Thì anh chị nào có nhu cầu muốn mua lô đất này thì alo qua cho em qua số điện thoại là 0772088263. Thì em thông tin sơ cho anh chị về tiện đất xung quanh nhé. Từ vị trí của mình đi ra mặt chính đường Giang Điền, mặt chính Giang Điền nhé chị nhé. Cái mặt chính và mặt thông từ quốc lộ 1A vào khu công nghiệp Giang Điền luôn chị. Thì từ đây đi ra đấy chỉ tầm khoảng 300 mét thôi là mình ra tới mặt chính luôn. Đường nhựa thông thoáng hết mọi thứ nha chị nhé, đường thông hết luôn. Đó. Thì bên tay trái của mình là khu công nghiệp Giang Điền này. Từ đây ra khu công nghiệp Giang Điền anh chị đi 1 phút đi xe máy thôi. Còn anh chị đi ra thác Giang Điền là tầm khoảng 2 phút. Anh chị đi ra chợ là trường cấp 1, cấp 2, nhà thờ anh chị mất tầm khoảng 3 phút đến 4 phút. Rất là gần, anh chị ra quốc lộ 1A chỉ tầm khoảng 5 phút, 7 phút là ra tới quốc lộ 1A luôn. Cực kỳ gần và tiện lợi luôn, mọi thứ ở xung quanh này, mọi thứ đầy đủ hết. Thì anh chị nào có nhu cầu mua đất này thì alo cho em. Bây giờ em sẽ bay flycam cho chị coi cái tổng thể lô đất này và cái tiện ích xung quanh nhé. Rồi, em xin cảm ơn chị, hẹn chị ở clip tiếp theo.